thầy ông mới kêu thôi con về đi thầy đi. Rồi đây tới mà cầu ghẻ mà cơm nước có đồng hương ta nuôi. Vợ em bỏ em nay cũng mười mấy năm rồi. Kiếm người đang nấu cơm mà chưa ra, người làm bạn mà chưa được đây nè. À dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay cũng là cuối tuần chủ nhật thì em đi thăm đội xây cầu của anh Đỉnh ha mọi người, để xem là tiến độ mấy anh xây cầu xong đến cái giai đoạn nào rồi ha mọi người. Đây là cái đoạn đường mà để đi đến cái cầu chỗ mà mấy anh đang làm, thì cái đường này mọi người cũng là đường đá xanh thôi, thì nhà nước cũng đã thi công mở rộng rồi để trải đá xanh, thì chuẩn bị sau này cũng lên đường đan. Để rồi từ đó cái cầu mà thầy tài trợ mọi người làm xong thì cũng là giao thông sẽ được thông suốt và mọi người gọi là đi ruộng hay này kia là cũng được thuận tiện dễ dàng. Thì cái đường này mọi người thì nó gồm hai bờ nha, bờ phía bắc là bên kia sông thì đường đan rồi cầu cũng đã hoàn thiện rồi. Đây là bờ phía nam thì gọi là đường đá xanh mọi người, thì xung quanh đây thì cũng người dân cũng mới xả lúa xong. Sắp tới còn khoảng 100 thước nữa tới cầu mọi người, thì theo em quan sát thì hình như hôm nay là đã đổ đà xong rồi, chắc là chuẩn bị đổ sàn hay sao á. À dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau khoảng một tuần thì em quay lại thì cầu hôm nay cũng đã đổ đà rồi nha mọi người, nó rất là nhanh ha. Sau một tuần quay lại là đổ đà rồi, thì hôm qua là đổ đà vào ngày thứ sáu, nhưng mà hôm qua là đổ đà vào ngày thứ bảy chứ, nhưng mà hôm qua là em còn đi làm trên thành phố em không có quay được, thì hôm nay thì vô được ngay lúc mấy anh hôm nay là tháo dán ra để chuẩn bị cái bước tiếp theo là vài bữa nữa, đó là đổ sàn. Hôm bữa thì vô còn phải đi qua xuồng, chứ nay là đi được trên giữa lòng sông rồi. Nay thì có đầy đủ mặt mấy anh. Không gà không vô gặp nhớ Đạt quá trời luôn à. Nay thiếu anh xì ke. Yeah. Đây thì hôm nay mấy anh tháo dán. Bữa này tháo cỡ ngày hay ngày hay sao mới vậy? Tháo sáng giờ. Vậy hả? Như vậy là tháo giờ tới chiều xong không hay là mấy ngày xong mới chứ? Xong? Chút nữa xong rồi. Chút nữa xong hả? Còn đường giữa này nè. Dạ. Xong rồi hôm nay là làm dĩ sắt luôn để đổ sàn hay sao? Chưa. Đóng cốc vô đây gác cây bên ngang rồi mới lập dán lên. Dạ hả? Khoảng dự định là khoảng mấy bữa nữa mới đổ sàn. Thứ tư đổ. Thứ tư hả? 3 ngày nữa. Luôn ngày nay là làm 3 ngày. Dạ. Rồi hôm qua là đổ đà là dân người ta phụ đông không? Hôm qua là phụ cả 10 người á. Với đây nữa là 16 người. Dạ. Tính ra cái cầu này là nó ít hơn mấy chỗ khác hả? Đúng rồi, ít hơn. Tại đây ít nhà. Dạ. Thưa dân quá hay sao ta? Thưa, đây dưới có 3 cái nhà. Dạ. Mà kiểu đây chắc thấy làm ruộng chắc chỗ khác tới người ta làm không á. Đúng rồi, dân chỗ khác ở đây làm nhiều. Dạ. Bởi vì đây mọi người quay vòng mọi người thấy thưa dân. Không có nhà dân mà kiểu như là ruộng chắc là toàn là ở xứ khác hoặc là ở xã khác đều tới làm thôi. Ủa cái dán này là tháo ra để tái sử dụng lại hả? Đúng rồi, mình tháo ra xong mình lập lại trên mấy cái lỗ này nè. Ủa ngày xưa là thấy xả dán mà giờ toàn làm dán ép gì không hả ta? Đúng rồi, hồi xưa xả dán gáo. Và dán ép này là nó làm nó khỏe, nó nhẹ hơn hay sao anh? Nó có quy cách hơn, nó đúng. Dạ. Đúng kích thước hơn. Mà kiểu như vận chuyển từ chỗ này qua chỗ kia chắc cũng nhẹ nhàng hơn ha. Cũng nhẹ. Chứ dán nếu mà dán làm này mình, nặng. Mình xài được nhiều cây cầu lắm. Mình dán dạ. Kia mình xài cây hai cây là nó tét gốc hết trơn. Dạ. Mà dán ép này ví dụ như nó thấm nước của xi măng nó có ảnh hưởng gì không ta? Không, thấm xi măng không sao. Dạ. Nó không hư ha. Không. Có gớt nước á mới hư, tét. Dạ. Nay tháo dán rồi chắc là nhẹ nhàng thế, hôm qua làm là ê mình chứ nay là nhẹ nhàng rồi. Hôm qua cũng được chứ cũng không nặng gì mấy, tại cũng có người phụ đông. Dạ. Cầu này cũng cục. Cái kiểu làm quen rồi chứ có gì đâu. Ủa vậy cái cây cầu trong kia là gọi là tháo dàn giáo được hết chưa ta? Cây kia chỗ ngã năm á.
chưa còn còn cái vàng nữa, chừng nào mình đi làm chỗ khác mình dở mình đem lại đó mình bắt luôn. Dạ. Còn đáy đà với dáng được tháo hết rồi. Đắp giống rồi mà. Dạ. Như cái cây này mà làm xong rồi là mới mốt dân rồi có chở lúa thóc đi hay là mít đi ngon luôn ha. Đạt có gì nhắn nhủ chị Thủy không kìa? Anh Đạt là vô mấy cái cầu chỗ kiểu này anh Đạt không có thích đâu. Đã có gì đâu được, thích. Đâu có nhà dân, đâu có đàn bà giá gì đâu. Anh Đạt thích. Đạt vô mấy cái này là anh muốn nghỉ không ạ? Anh không có được gì hết trơn mà. Không ngày đòi nghỉ không á hả? Ừ. Trời anh, ơi. Anh Đạt đi làm là phải có cái có nạc có mở rồi anh mới làm. Phải có niềm vui ha. Vô mấy cầu này xa nhà dân, người heo hút quá, Đạt đâu có vui. Anh không ca hát gì, không có dàn nhạc, anh không có ca hát, anh không có chịu. Ca đi. Làm bản này. Làm bản lên lên nhà hay không anh Đạt? Anh ta biết mắc cỡ rồi. Trưởng thành rồi. Tính ra là trong mấy ngày là ngày hôm nay cũng kiểu việc nhẹ lương cao đúng không? Việc nay nặng đó chứ. Ủa, thấy ấy có mấy cái đinh không nặng gì? Nhổ đinh, hỏi anh Đạt ơi, nhổ đinh mệt không? Ủa sao? Tại anh Đạt nhổ kìa. Ủa, không ai than nhổ đinh cực, có mình Đạt than nhổ đinh cực chứ vậy? Đối với anh Đạt rất là khó. Đây, sao em thấy bên kia người ta lật ngược, người ta gõ cấp 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 ra, anh phải dùng sức anh nại ngược như vậy. Cái tay em tay này nó bị liệt hết luôn. Cái tay mà làm gì mà bị ấy hết bên chứ là bình thường lấy cái tay đó làm cái gì mà. Dạ. Quá trời quá đất. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị thì cây cầu hôm nay là đổ gọi là đổ đà rồi ha mọi người. Thì theo như anh Đỉnh chia sẻ thì cái cầu á mà làm tới cái bước này thì cũng khoảng là 70% rồi, thì còn khoảng 30% nữa thì trong vòng 10 ngày nữa là sẽ hoàn thành. Tức là sau cái này nay là tháo ba cái phần dán này ra, sau đó thì cũng làm các cái phần dĩ nè, dĩ sắt rồi xong đó là để lên rồi đổ sàn. Rồi sau khi đổ sàn mà gọi là xi măng này kia đổ khô hết rồi đó thì sẽ chuyển qua làm lan can cầu, là sẽ là hoàn thành cái cầu này. Thì sau khi hoàn thành cái cầu này thì cũng sẽ chuyển qua một cái cầu khác, thì nói chung là cũng xa cái vị trí cầu này, thì mấy anh sẽ chuyển cái cây cối hay này kia đồ dán rồi để qua cái vị trí cầu mới. Bây giờ là gọi là mỗi anh chia ra một cây nha mọi người. Có anh Đạt đang chạy vị trí gọi là cuối cùng. Này cũng thương anh Đạt lắm, không có trách anh Đạt được mọi người. Kiểu như ảnh tay chân hơi yếu. Ví dụ gì tay chân nhanh chứ ví dụ này anh tay chân hơi yếu nên là hơi chậm. Ảnh biết nhanh gì không, nhanh cái miệng. Nhanh cái miệng hả? Cái miệng ảnh làm nhanh lắm. Ca hát rồi ha, phục vụ văn nghệ cho mọi người thôi hả? Ủa anh ý là cái này mà gọi là sao phải đập bỏ vậy anh, không tái sử dụng được hả? Miễn mà ngồi nhổ đinh á thì lấy lại cái số đinh căng ra bán thì không có được bằng với cái tiền lương. Một ngày mình nhổ đâu có bằng tiền lương đâu. Kiểu như là nhổ ra là tái sử dụng lại thì đập thì lỗ, cũng không được. Tính ra mình sao? Lỗ. Dạ. Nhưng mà kiểu như là tái sử dụng lại cho cái cầu sau thì nó sao, nó kiểu như nó cong vẹo hay sao mà? Cong vẹo đóng không được rồi tay chân cũng bầm đen luôn. À. Đóng vô tay nhiều. Kiểu như tay cây đinh mới thì nó đóng thì nó dễ, nó suông đúng không? Còn cái này đóng cái nó lạng tùm lum hết trơn. Lạng tùm lum rồi thôi vậy là mua đinh mới thì bộ còn khỏe hơn. Mà mua đinh mới rẻ hơn, mình muốn người nhổ. Dạ. Nhổ mình lụm lại á, sửa lại nữa, như công như phải sửa lại chứ đâu có xài được đâu. Dạ. Như mỗi cây cầu là một đợt dán này cũng hao hụt mới tắm rồi lâu lâu, khoảng bao lâu mua lại anh? Chung là chừng nào mà xài gần hết được mới mua thêm. Dạ. Mua thêm cũng để đổ cột xong rồi mới làm mấy này. Dạ. Rồi mấy cái mố cầu này em thấy giờ nó còn sâu quá vậy, vài bữa cô be nó vô nó ấy hay sao, hay là mình đổ cát luôn ta? Cô be múc đất gấp giật lên. Dạ. Vậy chắc kiểu như mình làm cái phần mố này sẵn thì khi nào nó vô thì nó mới ấy là mình mới tráng đan hay sao ta? Chắc nó cũng này chắc chưa làm đan đâu, tại này đổ đá mà. À, đổ đá là mình đổ đá không à.
Đạt nay nghe nói đi làm mà quay phim mà sao không có mang mặc đồ vest đi làm Đạt? Bí mằng cái này đâu có mặc đồ vest được anh. Cái này mằng mình bằng công quả từ thiện đâu mà đồ vest được. Dạ. Thấy nặng tìm nhẹ đâu được đâu, mằng mình phải mất kỹ càng. Ở đây à, hồi đó sao mà cơ duyên nào mà đến với thầy vậy mà làm cho thầy bao nhiêu năm vậy nè? Là nay cũng 3-4 năm rồi anh ơi, mà hồi đó cơ duyên là em đi chùa trên Vạn Linh á. Dạ. Chùa thì mới gặp thầy, mới ngồi nói chuyện với thầy, thầy hỏi đi đâu về tối đâu này kia cơm nước rồi á. Em nói vợ em bỏ em nay cũng 10 mấy năm rồi. Rồi thầy nói sau này thầy nói thôi. Thôi con đi mằng dưới cái Bình Phú ngày được nhiêu, con nói 320. Mà cơm nước ngày 2 bữa, ngày là 60 ngàn. Rồi tiền xăng 20, 40, 80, rồi tiền thuốc nữa cái với mẹ 100 rồi. Dạ. Thầy ông mới kêu thôi con về đi với thầy đi. Rồi đây tí mà cầu ghẻ mà cơm nước có đồng hương ta nuôi. Dạ. Dạ làm tới giờ luôn á ha. Rồi đeo đó làm tới giờ, nhờ đó nhờ anh Đỉnh với anh Dễ cứu bồ mới sống được, chứ không có anh Đỉnh anh, với anh Dễ là em sẽ đi Phật nơi phương trời xa rồi. Dữ hả? Bữa nay nay có tranh thủ nói lời gì dữ vậy sao mà. Bởi vì có hai anh này bảo vệ tôi nè mới sống được, chứ còn không có hai anh này là cuộc đời tôi đã khổ suốt luôn rồi. Dạ. Ủa bảo vệ sao rồi mình về có chỗ mà ăn có nơi nương tựa rồi á, còn kia đi Bình Định, Phú An, Đảo Phú Quốc rồi Lộc Giang rồi cứ về nhiêu tiền hết nhiêu mà. Dạ. Dạ. Thì sao nãy em nghe nói mới lúc mới vô gì anh cũng ăn hiếp anh Dễ rồi mà. Có không? Không. Anh em không đâu ăn hiếp được, tại nó chơi cái tiếng nói vậy thôi chứ ai ăn hiếp. Bây giờ tôi kiếm chỗ nương tựa, kiếm người bạn nào có chỗ nương tựa được. Các bà cũng dư đỉnh một chút thiếu rồi. Chỉ nhà mẹ thì về mà cho được 2 công đất nữa. Chứ rồi cắt nhà luôn rồi. Tính ra nãy giờ chưa hỏi nhiều về phần này mà thấy than quá à. Chắc mấy chị coi trên truyền hình ra, coi trên mạng YouTube chắc người ta thương dữ lắm nè. Giờ kiếm người đang nương tựa với nhau mà ăn. Kẻ ăn cơm mượn cháo cơm nước. 4 cái cây này ha. Thì mấy anh là gỡ xong tới gần qua giá bên kia rồi. Còn dạ, anh Đạt là tới anh đây. Ơi, xin lỗi anh giờ đài phát anh, cái tay em bị liệt một bên. Cái giò này lên bên đây giờ đi về là quý cuộc đời của em. Hồi đó em hút nam mấy tỉnh này chứ không em bệnh tâm thần em đi lộ lẫn yêu ngoài lộ rồi. Dạ. Dạ vậy là được, vậy là mừng rồi đúng không? Mà không dạ. Chết được đúng không? Dạ. Giờ làm thì lâu lâu có gặp thầy nói chuyện gì không? Tâm sự thầy không? Cũng thường thường. Dạ. Thường thường có khi ngày cũng gặp trên Vạn Linh hoài, còn có khi đi xuống nhà với chơi. Dạ. Mà cấp càng không có đi. Giờ anh ở là gần chỗ thầy bên chùa Vạn Linh đó hả? Dạ. À. Giờ là bên lúc bên đó rồi. À, em có qua chùa bên Vạn Linh mấy lần. Ở dưới 500 cây số à. Mấy cây? Cây số. Cây số hả? Dạ. Giờ là mẹ mà anh với mẹ ở bên đó luôn ha. Rồi, à, cây số mà nhà em cắt nhà kiên rồi. Dạ. Mẹ có cho đất tay rồi, ngốt ra cẩm canh rồi cho cắt kiên ở rồi. Dạ. Cắt kiên mà giờ có người nấu cơm không hay là sao? Không, có người nấu cơm, có mình đi mặn về mình nấu mình ăn. Chứ giờ có ai kiếm người đang nấu cơm mà chưa ra người làm bạn mình có được đây nè. Đó mọi người, nói chung là hôm nay thì nhiệm vụ buổi sáng là 4 người tháo dán của 4 cái đà ha. Thì đó 3 cây xong rồi, còn cây của anh Đạt. Anh Đạt thương lắm mọi người. Kiểu như là tại vì chân anh, tay anh nó bị yếu làm hơi lâu người ta thôi đúng không anh Đạt? Có lý do hết chứ bộ. Có lời nào cảm ơn với 3 người kia không? Bây giờ thông tin đồng mạng, giờ anh em gửi lời cho 4 anh em này mạnh khỏe, dồi dào và sức khỏe, mà ăn đâu được nấy. Dạ. Ảnh như là mấy anh là như anh ruột của em. Trời đất ơi, dữ vậy sao? Xong hồi cúp máy xuống cái là chí ché liền. Đâu có mở máy là như em ruột của em. Xong cái vừa cúp máy xuống là... À dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay em đến thăm các anh và thấy thì tiến độ xây cầu đã đến cái phần là đổ được 4 cái đà lên nha mọi người. Thì chắc là cũng khoảng 7 tới 10 ngày nữa là cái cầu sẽ hoàn thành. Thì clip em đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thì nếu có thể thì kính nhờ quý cô chú anh chị giúp đỡ kênh em một lượt thích nè, một lượt chia sẻ clip, một lượt đăng ký kênh để từ đó là kênh em có thể phát triển nè. Rồi
nhiều người, nhiều mạnh thường quân biết đến thầy em là Thượng Tọa Thích Đệ Tấn, để từ đó là những mạnh thường quân đó ủng hộ thầy để thầy có kinh phí hơn để xây được những cái cầu mới để được để người dân được đi lại một cách thuận tiện dễ dàng trong cái sản xuất nông nghiệp nè. Rồi các con em, các cháu đi học được thuận tiện, dễ dàng, an toàn, không bị những cái cây cầu tre lắc lẻo là có thể là nguy hiểm đến tính mạng của các em. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau ạ. Lễ cắt băng khánh thành cầu Đại Đoàn Kết, nối hai bờ Đông Tây Kinh Bùi Mới, thuộc xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Xin bắt đầu cắt băng khánh thành. 1, 2, 3...